Quan điểm của mình là tuổi trẻ thì cần trải nghiệm. Đó là lý do mặc kệ những ý kiến trái chiều, mình đang có trên tay bánh bao và tiệc bánh khí đổ. Tất cả những quan điểm được nêu trong video này hoàn toàn là quan điểm cá nhân của mình, không bị xui khiến bởi bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Sau khi nhận bánh, người nên cho bánh vào ngăn mát tầm 1 đến 2 giờ. Sau đó hấp cách thủy khoảng 10 phút. Đầu tiên không thể thiếu đó chính là bánh bao xá xíu phô mai triệu view trên TikTok. Mọi người có thể thấy là miếng giấy rất khó bóc, bóc một lần là đi luôn nguyên lớp nhân. Bù lại phần nhân bên trong bánh rất đầy đặn và mình thích điều này. Thành viên Kim Cương có hội người yêu bánh bao xá xíu thì đối với mình bánh này chưa đủ đậm đà, có phần nhạt nhòa và không để lại ấn tượng gì mấy. Em song sinh cùng mẹ khác cha nguyên cám xá xíu phô mai. Đối với mình điểm khác biệt duy nhất của hai bánh này là phần vỏ của nguyên cám thì giống bánh mì hơn chứ nhân ở trong y chang à. Thứ hai bánh này mình thấy ngang nhau, ăn cũng khá là no chứ không quá nhỏ đâu mọi người. Cùng là bánh bao vị cốm dừa. Mình thích em này nhất trong ba loại bánh ngày hôm nay. Giấy dễ bóc, nhân vừa thơm vừa dẻo rất là ngon luôn. Tuy nhiên nếu phần nhân ngọt và đầy đặn hơn một xíu thì mình sẽ cho điểm tuyệt đối. Còn bây giờ thì khoảng 9/10. Nếu có cơ hội mọi người hãy thử ghé đến tiệm bánh Thúy Đỗ nha. Bye bye.